Vâng, kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, thì thực ra là tôi ngày xưa phong trào văn nghệ thì cũng không được như bây giờ. Nhưng mà mỗi lần mà có các hoạt động của nhà trường thì gần như là toàn trường tham gia và ai cũng hát được. Cô Kim Anh đây cũng hát được đấy ạ. Thì là cái phòng sinh hoạt chung của ký túc xá, thì mỗi khi có dịp là thường là tất cả các khóa các anh chị tập trung vào đấy và sinh hoạt với nhau đến 1-2 giờ sáng, rất là vui. Thì một cái bài hát tôi xin phép hát tặng các thầy cô và các bạn sinh viên ngày hôm nay cũng liên quan đến ngày nhà giáo, đó là bài Bụng Phấn. Có lẽ tôi xin phép hát chay vì tôi không quen hát với nhạc thì khi thầy viết bài bụi phấn rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên mặt sàn, có hạt bụi nào vương trên bóng thầy. Em yêu phút giây này thầy em quá những người theo đuổi chắc chắn như thế, không có chuyện này không bán theo đuổi. Vâng, và